bàng lòng ơi, trao trả mỗi người cười. Vì hai lối mộng hai hướng trong, mình thương nhau chưa trọn thì nhớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp gì nhau, xin nhẹ đi vào sâu, gửi thương tiếc nhiều đau nhiều. Mình chia tay đi nhé, để chôn nhau mỗi chiều mưa gió lòng, ta đừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng dài gánh, đường trần thôi đến đây chỉ còn nhớ. Để mà chi quay về xưa làm gì, giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đơn từng bước trong phố nhỏ đau gót mềm sao rụng nửa đường đêm. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đơn từng bước trong phố nhỏ đau gót mềm sao rụng nửa đường đây. Ủa sao nhà vắng tanh vậy nè? Gáo à, gáo, có đứa nào ở nhà không bay? Ơi ơi, ai kêu âm sầm trước cửa nhà tôi đó, ai đó? Tao này thằng quỷ. Ủa, bà mới lên chơi hả bà? Mèn ơi, cả năm nay mới thấy bà lên chơi đó nghe. Ông mày đâu rồi mày vô? Dạ, ông con mới vừa đi khỏi rồi bà. Còn con gáo đâu? Ủa, gáo nào? Trời đất, nào giờ gia đình này có mấy gáo? À, con nhớ rồi, là cô Hai Linda phải không bà? Dạ, cô Hai cũng mới vừa đi khỏi đó bà. Ủa, cô Hai Linda nào? Trời ơi, cô Hai Linda mà bà không biết hả? Dạ thưa bà, cô Hai Linda tên cô Hai vừa mới đổi, bây giờ không còn là tên gáo nữa. Trời ơi, cái tên gì á mà giống như ngoại lai à? Linda, Linda là cái quái gì? Dạ thưa bà, bạn bè của cổ ai cũng kêu vậy hết trơn, con là người ở quyến làm sao hơn. Trời ơi, con gáo á mà nay nó cũng đổi họ, chắc ông cũng đổi tên luôn. Gáo đổi Linh Đa thì chắc ông của mày cũng đổi tên là Linh Miêu. Cái đó còn chưa nghe ông đổi bao giờ. Nếu mà ông đổi nữa là ông chết với tao á. Dạ không sao đâu bà ơi, bà yên tâm đi, không có gì đâu. Bà đừng có giận, ngồi nghỉ đi cho nó khỏe. Để con vô trong rồi con bưng chè cho nước ra cho bà ăn nghe. Trời ơi cái dịch vật mày. Ê quên quên, dạ dạ lộn, châm nước cho bà uống. Nó dạ. Đang giận mà mày còn giỡn mặt với tao nữa hả? Tên cha sanh mẹ đẻ, bây giờ tự ý đổi tên Tây nữa. Cô xem tôi đến đúng giờ không? Lẽ ra tôi đến sớm hơn nữa à, bị kẹt gây lộn với mấy thằng cha xích lô. Thấy vật giá leo thang, mấy thằng cha hùa nhau lên giá. Từ rạp Hưng Đạo về đây không đầy 200 mét mà ăn 50 đồng. Ủa mà trời ơi, sao bữa nay cô mặc đồ đen xem lạ quá. Thôi để tôi bỏ băng vô, mình vượt lại cái điệu disco đi. Vào đây vượt lại cái điệu đích cô. Trời trời ơi, buông tôi ra. Trời ơi, cái gì mà khi vậy nè trời. Hả?
Trời chắc tôi chết quá trời. Trời, trời ơi, mày làm ơn mà đưa tao vô phòng nằm nghỉ giúp coi. Trời ơi, cái thằng cận thị nào mà không biết nữa mà nó bắt tao nhảy đít cô đít bà gì đó. Trời ơi, tao muốn đứt hơi rồi mời ơi. Mời. Thôi đi bà ơi, đi bà ơi. Ủa, bà lên hồi nào chứ bà? Mới lên tức thì đây nè. Ủa sao thở hổn hển xanh lè vậy? Bộ bà bệnh hả? Tôi muốn chết liền bây giờ chứ bệnh cái gì. Ủa sao vậy bà? Ở với Hà Tiên mới có ló đầu lên nè. Ông không có ở nhà mà con gáo cũng mất tiêu. Rồi không biết cái thằng cận thị nào nó ở đâu, nó nhảy vô nhà nữa. Nó nắm lấy tay tôi, nó quay mòng mòng mà nó nói là cái điệu đích cô. Trời ơi, tôi nói chóng mặt muốn chết luôn à. Vậy là bà gặp thầy dạy khiêu vũ của con gáo rồi. Khiêu vũ là cái gì? Bà hỏi làm chi vậy? Bộ bà muốn học nữa hả? Tôi có điên đâu mà học cái thứ đồ quỷ đó. Rồi con gáo đâu? Nó đi rẹt rẹt tối ngày à. Tôi đâu có biết nó ở đâu. Làm cha mà hỏi con gái đi đâu á, ông có không biết nữa. Bà này nói lạ không? Thì không biết nó không biết chứ sao. Còn ông, ông đi đâu về vậy? Ờ thì tôi đi kiếm chuyện ăn chứ đâu phải đi chơi. Hồi nhỏ sinh ra mình đã lớn giàu rồi, bây giờ xa xúc cũng phải làm mới có ăn, kẻo mắc cỡ với bà con. Nghèo thì nói nghèo chứ ai cười mà sợ, miễn là đừng có hèn. Sống cho lương thiện thì giàu đói hay no cũng chẳng có ai khinh. Thôi đi bà ơi, đời bây giờ là đời tiền bạc, ăn mặc đèn sen đi ra nói chuyện không ai nghe. Những kẻ xem bề ngoài mà đánh giá trị người ta là hẳn thấp hèn dốt nát ngu si. Vậy mà ngày nay thiên hạ họ xem bề ngoài đáo trội. Mà thôi đi bà ơi, dẹp ba cái lý sự nói nhiều với bà thêm mệt. Không có điều đình gì hết á. Bộ đuôi sao? Có đụng gãi ba sườn gãi cổ cũng ráng chịu, chứ điều đình gì? Chuyện gì vậy cà? Ủa, con gáo mà. Gáo, vụ gì? Bực bội dễ sợ nha. Cha già đi đâu không coi chừng xe cộ gì hết á. Băng qua đại à? Băng cái gì hả? Cô chạy ngược chiều cô còn ống hả? Cô chạy vô đó cô làm cái gì? Cô định trốn hả? Trời ơi. Trời ơi, anh hai. Ủa, chú Thêm ba. Ủa, bộ nhà chú Thêm đây sao? Dạ phải rồi. Dạ, mời anh hai vào. Dạ, mời anh hai ngồi. Ngồi đi anh hai. Anh hai, anh lên hồi nào vậy? Lên 2-3 bữa nay. Hỏi thăm mấy người quen, không có ai biết nhà chú hết. Bữa nay á, tình cờ đi ngang qua đây, bị xe gắn máy nó lạng lách giữa đường, rồi nó ủi tôi muốn dập hết cái ba sườn vậy. Mà nó không nói một lời nào cho. Con gái gì mất dạy quá tay. Không biết con nhà ai mà không có biết dạy. Đụng người ta rồi lên xe dọn dạy. Tôi thấy nó chạy vô nhà này không biết nó quen với ai. Dạ thưa anh hai. Ở với tôi mà cỡ như vậy hả? Tôi bóp cổ cho nó hết cửa quỷ à. Dạ thưa anh hai. Cái thứ đồ chết cha chết mẹ như nó, nên không dạy con mình để nó lưu manh. Dạ anh hai nghĩ mệt, mời anh hai ngồi, để tụi em kể rõ cho anh hai nghe. Con nhỏ mà anh hai mới kể vừa rồi, nó là con gáo, con gái lớn của tụi tôi. Vậy con nhỏ chạy xe đụng tôi là... Dạ con gái của tôi đó. Chết cha, vậy mà nãy giờ tôi chửi cha mẹ nó quá trời. Nó là con của... Dạ, để tôi kêu nó ra xin lỗi anh hai. Dạ, mời anh hai ngồi. Chà, nhà chú ba tốt quá hen. Có bàn, có ghế, có tủ, lót gạch bông đàng hoàng vậy. Ở Sài Gòn sao ai cũng giàu hết vậy chú ba? Dạ, mời anh hai ngồi trên ghế nghỉ chân. Sao ngồi dưới gạch vậy anh hai? Ghế tốt quá, sợ ngồi dơ hết. Để tôi ngồi dưới gạch được rồi. Anh hai, nhà của tôi mà,
anh ngại gì không biết nữa. Chú để mặt tôi. Anh hai ơi, anh lên một mình hay là lên với ai vậy? Tôi đi với gây lớn của tôi, con lụa đó. Ủa, rồi nó đâu rồi anh hai? Nó đứng ngoài kia nó ăn bò bía kìa. Ơi, sao anh hai không kêu nó vô? Để tôi kêu nó ha. Lụa ơi, vô đây con. Tôi có đem lên hũ mắm cho chú thím dùng lấy thảo nè. Cảm ơn anh. Mắm gì vậy anh hai? Mắm chuột á. Ngon dữ lắm. Nó ngon hơn mắm cá trèn nữa đó chú thím. Đây là chú với thím ba của con đó. Hầu chạy giặt á, có chạy xuống với mình mấy tháng đó con. Cháu lụa đây hả? Trời ơi, hồi chạy xuống anh á, nó còn để bánh bèo. Bây giờ lớn đại rồi chứ. Bữa nay rủi mà mai cũng nhờ cái vụ đụng xe nên tôi mới biết được nhà này. Không giấu gì chú thím đây, mấy năm nay ở dưới không yên nên tôi đây tính cho con lụa nó lên trên này để ở. Rồi chuyện gì làm trên này cũng dễ hơn là ở quê. Đúng rồi anh hai, ở trên này mau sẽ làm giàu. Nhiều người ở dưới quê lên mấy chốc họ đã giàu thôi. Cửa nhà lồng lầy sáng cả xe hơi láng con. Chốn thân ở dưới mình suốt đời suốt kiếp vẫn còn nghèo sơ. Anh hai nhớ coi, mình á có quen ai trên này không anh hai? Có chứ, tôi có đứa em gái, nó tên con Liệu đó. Cô em... Ba Liệu. Tôi nhớ rồi, hồi đó cổ có hai cái răng súng, mà ai hù cổ á là cổ nói Liệu tùm lum mà. Nó đó, nó lên trên này, nó có chồng ở bên Thủ Thiêm đó. Ủa, chồng cổ làm nghề gì vậy anh hai? Đôi chồng nó làm thư ký ở sở thú á. Hả? Thư ký trong sở thú? Chắc làm nghề xỉa răng cọp chứ gì. Gì xỉa răng cọp? Nghe nói nó làm thư ký, sổ sách mỗi ngày cọp ăn nhiều cái lô thịt, khỉ ăn nhiều nảy chuối, vui ăn bao nhiêu cây mía, nó vô sổ hết. Vậy anh nói với Dượng nó ráng vận động cho anh vô đó luôn cũng tiện lắm anh hai. Bộ trong sở thú còn trống chỗ hả chú? Còn chứ, cần người mỗi bữa dẫn cọp xuống sông thì nghe tắm. Chú này làm kiểu vậy ai dám? Nó táp chết rồi. Thôi, để tôi về quê làm ruộng chắc ăn hơn. Mà cũng tội nghiệp, thằng em rể tôi á, nó bảo tôi lên trên này á là để ở luôn với nó. Trong vài hôm nó sẽ kiếm việc làm, giới thiệu tôi vô làm quân giác ở kho năm. Tôi nói tôi không quen cảnh rộn rịp ở thị thành. Phần con lụa của tôi xin gửi lại. Chú kiếm coi ở đâu có cần đến người làm, chỉ giúp cho cháu nó có sở mận. Bất cứ việc gì miệt sống được thì thôi. Tính như vậy tôi coi mọi bất tiện, vì con của anh cũng là cháu của nhà này. Giả lại cháu lụa tôi xem nhan sắc cũng mặn mòi, bắt làm việc nặng nề tội nghiệp cho nó lắm anh. Ông nói mà ông không suy nghĩ, con của anh hai nó là gái quê mùa, về học hành chữ nghĩa nó cũng lôi thôi, làm sao tìm được việc nhẹ nhàng. Con của anh có tài chỉ gọi là đặc. Nó được trời cho nó cái giọng hát thật mùi. Mỗi lần nó ru em hay đi cấy đi cài, nó ca giọng cổ thật thành và âm nhạc cũng lai rai. Vậy thì được, để tôi huấn luyện. Nếu nó thông minh siêng năng sáng dạ, tôi dám chắc chỉ nội trong 5-6 tháng nha, cháu nó sẽ thành một ca sĩ tài danh. Thôi lão già ơi, cho tôi lại đi lão già. Con của anh
Bà sao vậy? Chưa gì bà tấn công tôi một hơi vậy bà? Nó chơi vậy chứ để tôi giới thiệu cháu nó với mấy người bạn làm chủ xưởng, chủ hãng, chủ gara, kiếm cho nó một chỗ làm nhẹ nhàng, vừa có lương cao. Đó là chưa kể nếu nó ma le, nó sẽ kiếm thêm nhiều tiền nhắm sủi, một tháng 2-3 triệu là giá chót đó bà. Ủa ma le là sao? Còn nhắm sủi là gì vậy chú? Hả? Trời ơi, để rồi lần lần nó sẽ biết, nghề giải nghề mà, anh đừng có lo. Dạ, được vậy tôi cảm ơn chú thêm nhiều lắm. Chứ chú đừng có cho nó ca hát, tôi sợ cái nghề đó lắm. Trời ơi, cái gì mà sợ? Anh làm sao vậy? Gáo à? Gáo! Dạ. Bà làm sao hả? Bộ ba quên rồi sao? Quên gì? Con tên gì? À, quên, Linda con. Bác Hai đó con. Ở dưới quê mới lên, bác Hai là anh em chú bác họ với ba. Bước tới xin lỗi bác Hai đi. Dạ, cháu xin lỗi bác Hai. Thôi, chút đỉnh mà, lỗi phải gì? Bác có sao không bác? Sao đâu sao, hàm răng với cái ba sườn nó hơi ê vậy thôi. Linda, lại bà giới thiệu nè, cháu này là con Lụa, con gái của bác Hai con đó. Hai chị em chuyện trò với nhau đi, bác Hai con gửi nó lên ở nhà mình đó. Thôi, anh Hai ơi, để chị em nó nói chuyện với nhau đi. Anh lên lầu nhậu với tôi vài ly ha. Đi anh. Dạ, chú Thím lên trước đi. Lụa, con ở lại đây với chú Thím ba nghe con. Sao con ngại có tía à? Là sao quen, con đừng có ngại chi. Con cứ an lòng ở lại nơi đây, chú Thím ba rất là tử tế từ xưa. Hơn nữa với ba là cháu bà con, còn ở bên cô dưỡng thì quá chật chội. Giả lại vợ chồng nó cùng nghèo mà phải nuôi một đám con cá mày. Bởi vậy tía mới gửi con lại đây để cho cô dường cũng nhẹ lo. Tía dặn con chừng nào đi làm có tiền con nhớ đến để dành. Tía ơi con xin nhớ lời của thằng, xin đừng ngại lo. Tía cũng nhẹ lo. Nhưng mà này, tía cấm con cái vụ mà bận quần áo mà nó siết chặt ở bụng nghe không, với cái vụ mà bận quần xà lón đi khơi khơi ngoài đường nó nghe con. Tía thấy sao nó dị hợm quá. Dạ, rồi chừng nào con mới được về dưới hả tía? Cái đó thì tía đâu có tính trước được. Chừng nào làm ăn khá thì về. Con ơi, cực chẳng đã, tía mới ép lòng để cho con phải rời bỏ xứ sở quê hương. Đường tìm sinh nhai nơi xứ khác, tía nhìn con mà tuôn tràn nước mắt. Nên tía con mình chưa hẹn bùi trùng lai. Từ ngày mẹ con lìa cõi trần gian, bỏ tia ở lại một mình.
cực khó khăn. Tiếc xa lìa quê hương, con ra đi mà dạ vẫn không đành. Lên nơi phồn hoa đô hội thế thành, bà tiền trở lại làng xưa vui sống cạnh thanh bần. Thôi con đừng có buồn, tại gia đình mình nghèo quá, cực chẳng đã phải lìa bỏ mồ bá ông bà đi xứ khác làm ăn, chứ tí ông có muốn vậy đâu con. Thôi chỉ vì đa đa gì của con xuống kìa, hai chị em nói chuyện với nhau đi, để tí lên lầu với chú thím con một chút. Dạ. Chị mới lên đây hả? Dạ. Chị uống nước đi. Dạ cảm ơn chị. Chị tên gì? Dạ dạ tên Lụa. Lụa? Trời ơi, tên gì mà nghe buồn quá à. Nó có vẻ quần áo quá à, như là quần lãnh, quần lụa, áo lụa Hà Đông vậy đó. Nghe nghèo lắm chị ơi. Hay là chị đổi tên đi, bây giờ trên này họ đổi tên có vẻ Tây Phương lắm. Dạ thôi, tên cha sanh mẹ đẻ ăn sao thì để em vậy, chứ đổi tên tội chết. Sửa lại cho đẹp, chứ tội cái giống gì. Ồ, mà trời ơi, nhất là cái đầu tóc của chị á, nhìn thấy quê mùa quá à. Dạ, đâu có tóc đàng hoàng mà, có quê mùa gì đâu chị. Tóc của chị á, uống lại kiểu tân thời bây giờ chắc đẹp lắm á. Đầu tóc này ra tiệm uống tóc cho nó cắt tỉa cho rồi, chị uống lượng như tôi để tăng vẻ đẹp mô đen như vậy. Chị xem tôi nè, nó có gọn hay không, chớ ai đâu để cái kiểu quê như vậy. Tôi nghĩ rằng cái tên của mình cha mẹ mình đã đặt từ lâu, hôm nay mình sửa đổi sẽ mang câu vô nghị. Chị nói vậy không lẽ suốt đời sống trong bóng tối, không trao dồi sự tiến bộ văn minh. Ở Sài Gòn chứ đâu phải ở dưới quê, ăn bận cho thật tốt, họ không chê mình quê mùa. Cái chuyện đó thì thôi để từ từ coi làm sao, chứ tôi mà bận vậy hả, tôi mắc cỡ dữ lắm. Mà cỡ tuổi chị năm nay chắc cũng có người yêu rồi ha. Tôi cũng không giấu gì chị. Tôi có một người quen ở lối xóm á, mến tôi dữ trời lắm, mà bị gì tía tôi biểu tôi đi gấp quá à, tôi không có kịp cho anh hay. Ôi, tôi thấy ái tình ở dưới quê sao mà nó lụi hụi quá. Ở trên này nè, tụi tôi dắt vô rạp chiếu bóng là xong. Dạ, anh ấy nói với tôi rằng á, thành thị là chỗ nhiều chông gai cạm bẫy, lắm bạc nhiều tiền nhưng lại thiếu tình thương. Còn em là cô gái quê mùa chất phác hiền lương, sớm muộn gì á cũng hư thân mất nết. Anh ta muốn làm thầy dạy đời, ảnh làm như thiên hạ trên đời này đều hư hết vậy. Tôi nghe ảnh khuyên bảo ông vậy bằng những lời chân thật tha thiết, nên người
có nỡ rời xa. Nhưng mà tại vì nghèo nên tôi phải đành liều bỏ quê hương để tìm cách sinh nhai nơi xứ khác. Rồi một buổi sáng, khi gà gáy trở canh, tôi phải ngẫm ngồi từ giã mái nhà xưa. Từ khóm tre, bụi chuối, hàng dừa, mỗi hình ảnh đều gợi cho tôi nhiều cảm xúc bồi hồi lưu luyến. Chị ơi, cho đến khi con đò vừa tách bến, tôi thấy anh vội vã chạy đến ven sông, nhìn theo tôi mà nước mắt rưng rưng. Tình tách bến xa ngang, trên mặt nước Trường Giang, con đò dần thản nhiên. Đâu biết rằng đã đưa phong gáy thuyền quyên. Nhưng chị ơi, chị phải nghĩ đến thân mình. Nếu mình nghèo mà thì có kiếp nhân tình, nhưng tôi hẹn với lòng là một vài năm làm ăn có tiền thì sẽ thôi. Chị ơi, đàn ông bây giờ mà hơi đâu mà chỉ chờ chỉ đợi cho nó mệt. Họ không có chung tình đâu. Đàn ông mà chỉ xa nấy chừng một tháng là nấy có người khác liền. Mà chị Lụa, chị biết nhảy đầm không? Nhảy đầm? Ừ. Ờ, nhảy đầm là sao? Tôi đâu có biết. Tôi biết nhảy dây hà. Ở quê tôi á, hễ trời sáng trăng á, là tụi tôi rủ nhau nhảy dây vui lắm. Trời ơi, không có phải nhảy dây đâu. Tôi hỏi chị biết nhảy đầm không? Ừ, tôi đâu có biết nhảy đầm là sao đâu. Là vậy nè, nhảy đầm á, là người đàn ông với một người đàn bà, họ ôm xà néo vậy, rồi cái họ nhảy theo điệu nhạc. Trời ơi, mê lắm chị ơi. Ê, dạ thôi thôi đi chị, làm vậy kỳ quá à. Có gì đâu kỳ. Nè, chị biết không, ở dưới ruộng vườn, con gái mà đứng gần con trai thì có ba bà con, họ sẽ cười che thui đầu. Bởi vậy tôi thấy chị quê một cột hà. Dạ, quê làm sao mà quê một cổ. Nói chuyện với chị một hồi chắc là tôi phát điên, chỉ nhảy đầm thôi mà cũng không hiểu gì. Nè, bây giờ thì chị hãy từ từ, tôi dạy chị mỗi ngày một ít ha. Chớ dạy một lần nhiều bài thì chị làm sao nhớ nổi. Dạy cái chi á, chứ đừng có dạy giật dạy nhảy. Nè, chị bước lại gần rồi cho mình tập bước đi, đừng có rụt rè con nít nó khi. Thôi tôi không nhảy đâu mà. Trời ơi, té. Trời trời trời, cái gì vậy? Trời ơi, thôi 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 đi, chắc tôi tắt hơi tôi chết quá à. Thôi tôi không có thích đâu, ẻo ẻo gì mà giống con lăng quăng vậy á. Ê, vậy chứ vài bữa nữa chị mê càng không nổi luôn đó. Thôi,
Để tôi vào trong lấy cái máy cassette ra, hấp dẫn ha. Em lụa. Anh được. Anh lên hồi nào vậy? Lên tới hồi sáng. Anh đi xe đò tài nhất hả? Tốn bao nhiêu vậy anh? Đâu có tốn tiền. Ủa, bộ xe quen hả? Quen gì? Anh có gian xe heo. Ngồi trên sạp á, bị mấy con heo nó cắn đau điếc luôn. Phần cái mùi heo khó chịu cũng chết luôn hả? Nhà này là nhà của ai vậy em? Nhà chú Ba Dạng, bà con với em. Hay là mình vô trong nhà cho mát đi anh. Đi, đi. Thôi, vô trong nhà người ta thấy anh bê bết, người ta rầy à. Với phần mình mấy anh nó hôi mùi heo, vô nhà cửa vậy á, cũng mùi rõ nét lắm. Ủa, mà anh lên đây làm chi vậy? Lên kiếm em chứ làm chi. Sao em lên trên này em không cho anh hay? Bị tía biểu đi gấp quá, phần sợ anh buồn, em không dám tôi giả anh. À, bác hai đâu rồi em? Tía em đang uống rượu với chú Ba trên lầu á. Rồi chừng nào em về dưới? Chắc lâu lắm. Hôm nọ anh nghe tin em muốn lên Sài Gòn, hỏi em cứ giấu hoài. Bữa em đi á, anh hay tin, anh chạy ra bờ sông thì chiếc đò đã qua gần tới bờ bên kia. Em có thấy anh ngoắc em không? Thấy. Xa quê nhà em có buồn không? Sao lại không buồn? Em biết không, còn anh hả, thì cứ mỗi khi ra ngoài đồng dặm lúa hay là dắt trâu cho ăn cỏ, ngồi một mình dưới gốc sầu đâu, anh nhớ em vô cùng. Nhớ những khi cây lúa giữa đồng, nhớ lúc hát hò dưới trăng. Mới mấy bữa nay em xa nơi đồng ruộng, mà em tưởng dần như đã một hai năm. Khi nhớ anh em cũng muốn trở về, nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác xa. Em bảo khác xa là khác ở chỗ nào? Em nói rõ ràng cho anh. Sẽ tìm mấy ông chủ gara, chủ hãng xe hay hãng tàu. Chú nói ngoài tiền lương còn tiền nước, tiền cò. Nếu em có tài ma lẻ ha, sẽ có tiền thêm nữa đó. Trời ơi, giọng nói của em bây giờ nghe sao khác lạ. Mới lên Sài Gòn đã học được tiếng ma lẻ. Anh nghe sao khác hẳn dưới mình, giọng nói quê mùa nhưng rất dễ nghe. Còn anh lên đây chừng bao lâu anh mới về? Anh tính nổi ngày hôm nay. Sao mà anh về gấp quá vậy? Vì anh không quen cảnh phồn hoa đô hội, tiếng xe cộ làm anh mờ mắt điếc tai. Anh chỉ thích nghe tiếng chim ca trong nắng sớm ban mai, lẫn tiếng hát câu hò miền thôn giả. Em cũng không thích ở đâu, anh đừng có buồn nghe. Lâu lắm là chừng một năm em sẽ về dưới với anh mà. Em nói vậy chứ em không về được đâu. Sao không được? Ai không cho em về? Thành phố xa hoa quyến rũ không cho em về. Cuộc đời sang cả không cho em về. Không có đâu, em muốn về là em về hà. Không có gì mà cấm cản em được hết ráo á. Bây giờ thì em nói vậy, chứ sau này á em sẽ nói khác hơn. Thôi, nói nhiều sợ em buồn. Em ở lại. Anh được. Anh đi về sao? Nhớ nhớ đôi mình khi vừa mới quen.
biệt để anh buồn tôi. Nhớ nhớ đôi mình khi tình đã trao. Em thẹn thùng tay ngắt cánh hoa đào. Anh nhìn người yêu ngắm anh ngàn sao. Còn anh thì mất một người từng chia sớt nỗi buồn vui. Anh thề với em rằng anh không thể yêu ai dù mốt hay trăm ngàn năm nữa. Xa vắng em là mộng lòng anh như tan vỡ và con tim non gần như ngừng nhịp thở chán qua. Không đâu anh, em đã nói em gì là em gì mà. Anh cứ tin lời nói của em đi. Chỉ một năm thôi à, không có lâu đâu anh à. Em ơi, đời của anh là một chuỗi buồn đau thương. Cha mẹ mất sớm mang nỗi buồn cô độc. Nhờ có em, anh mới nguôi sầu tan tóc. Mới tìm được lẽ sống yêu đương. Nay hết cả rồi, hết nhớ hết thương, hết trong hết ngóng hết ngày mai cùng ai hò hẹn. Em ở lại thành đô sẽ có nhiều niềm vui trọn vẹn. Anh về quê với nỗi ưu tư cay đắng trong lòng. Lúa ơi, rồi đây nếu có khi nào giữa lúc canh khuya em bồn chồn thao thức với những đêm không ngủ, em hãy nhớ đến miền quê sông nước cũ. Cũng có một người đang trằn trọc nhớ nhung em. Anh được em lụa. Trời ơi, có ai về cái máy cassette của tôi đâu không? Ý có chết. Ai thấy không? Em ơi, có người ở trong nhà la cái gì kìa. Thôi, anh từ biệt em nha. Dạ. Không có nhạc thì cũng nhảy được. Ủa, nãy giờ chị đi đâu vậy? Ra ngoài, nhìn nhà đẹp. Nè, chị bước theo tôi nghe. Trời ơi, trời đất quỷ thần ơi, mày làm cái giống gì mà giống như là khỉ bắt phong vậy lụa? Chết tía tôi kìa. Ôi, mới có mấy ngày mà mày bị phong khỉ nhập mày rồi hả lụa? Ôi là lụa. Thúy Oanh, em mấy giờ rồi? Mới có 10 giờ kém 5 chứ mấy. Mà anh hẹn em mấy giờ? Bị Linda bắt làm tài xế, chở đi mua đồ. Thôi, sửa soạn đi cưng. Thôi đi, xin kiếu.
Trời ơi, nói dù một chút cơ bà Mai. Tiền của tôi bà ăn giọng cho đã, chừng có chuyện đứng chết trắng vậy trời. Từ từ. Nè, em chịu khó đi với ông chủ lấy đệ đây vài ngày thôi à. Nghe em. Thôi chị à, ông này ổng xạo quá à, hứa đủ thứ hết trơn á, rốt cuộc chẳng có gì hết à. Tôi hứa là phải có cho em mà. Bây giờ tôi hỏi một chuyện thôi, chừng nào mua xe? Trời đất ơi, thì đi đổi gió, về rồi mùa thuy quanh muôn hiệu gì đắt sục. Tôi hay bồ rô, xe nào cũng được anh mua hết trọi miệng thuy quanh vui lòng, anh không có sợ tốn tiền. Ông hay nói dốc, cho nên em của tôi nó nói là nó không có chịu đi. Trời đất ơi, ai nói dốc làm gì, biểu tôi thề đóng mấy cái chùa cũng được. Thôi thôi thôi, được rồi, hẹn 4 giờ, tôi ở nhà tôi chờ đó. Hay quá, tốt quá. Vậy Linda đưa tôi đi nha, đưa tôi đi nghe Linda. Xin lỗi bà. Bà kiếm ai ạ? Tôi muốn kiếm cô. Nhưng tôi chưa hân hạnh được quen biết với bà. Nhưng tôi thì tôi biết cô rất nhiều. Bà biết tôi rất nhiều. Vâng. Cô ngạc nhiên cũng phải. Xin tự giới thiệu với cô, tôi là vợ của ông Lý Đệ. Bà Đệ? Phải, tôi là vợ chính thức của ông ấy. Chúng tôi đã có với nhau 3-4 mặt con. Gia đình của tôi tuy không dám nói là giàu, nhưng cũng chưa đến nỗi gọi là thiếu thốn. Nhưng gần đây chồng tôi thường nói với tôi rằng công việc mua bán làm ăn thua lỗ, tiền bạc không đủ cung cấp cho gia đình. Nhưng theo tôi biết thì không phải tại chồng tôi thất bại trong việc làm ăn, mà là vì chồng tôi kẹt phải sang cái nhà hàng này mấy trăm triệu. Có đúng kẻ không duyên không nợ. Anh hãy quên tôi đi, trở về quê mà lo tạo lập gia đình. Đời của anh không thể thiếu em, vì em là người mà anh đã trọn gửi mối tình đầu trong tâm tưởng. Thôi, anh hãy về đi. Em lụa, em lụa. Ê, cái thằng kia, là anh mày kêu ai sùm như mày? Tôi kêu ai chạy tôi? Tôi kêu vợ tôi không được hả? Vợ mày đâu đây mà mày kêu? Đi ra mày, đi. Không đi đâu hết á, tôi muốn gặp vợ tôi. Thằng này lì quá vậy ta, giờ tao kêu mày đi ra mày đi không? Tôi nói tôi không đi. Mày nhất định mày không đi phải không? Ừ. Mẹ mày không đi nè, không đi, không đi, không đi. Chết rồi con, chết rồi. Bà Hai ơi, chết chưa, chết chưa? Bà Hai ơi, cứu cháu bà Hai ơi. Có cháu trong đó không? Dạ có. Chi đó chú ba? Con nhỏ bớt nóng chưa con? Dạ chưa chú à. Coi bộ nó còn nóng hơn mấy bữa trước nữa. Rồi hồi khuya tới giờ nó lại tước nữa đó chú. Tước hả? Uống chút xíu này vô là hết liền á. Gì vậy chú?
Dạ. Trời đất, con nít mới có 9-10 tháng à, uống thứ này đâu có được chú. Đâu có sao, hay lắm á. Hòa với nước trà uống vô 5 phút cầm liền à. Không có được đâu chú ơi, uống bậy bạ chết à. Cháu còn tiền không cháu? Chi vậy chú? Cho chú xin ít chục mua thêm vài phân nữa. Cháu còn có mấy chục à, tính lát nữa để đi chợ. Mà thôi, chú cầm đi. Chú làm phiền cháu quá à. Hồi nào cũng có nhà cao cửa rộng, cầm trong tay cũng bạc tiền muôn. Vậy mà mới có vài năm nó đã sạch trơn. Đành phải đạm bạc với cháu cho qua ngày đoạn tháng, rồi chờ ngày xuất cảnh đi trong viện BHH. Ủa, viện gì mà nghe lạ quá vậy chú? Viện gì mà BHH? BHH là Bình Hưng Hòa đó. Trời đất, chú đừng có nói như vậy. Tới đâu thì tính tới đó, chú đừng có ngại. Chú nghe người ta thường nói hả? Còn nước là còn tát mà chú. Chú bệnh như vậy mà nhờ cháu hoài, chú buồn quá à. Chú ba ơi, nhiều khi cháu nhớ nhà quá à. Cháu muốn về thăm lại mái lều êm ấm, thăm lại người cha năm tháng cô đơn, nhìn lũy tre già đón gió lòng hoàng hôn, khi sương xuống gieo buồn trên bờ giang. Nhưng đời cháu như một bông hoa đã phai hương rạ cánh, đêm từng đêm nhỏ lệ khóc duyên tình. Kiếp sống ngày qua đầy phàn trắc khổ tình, cháu đã đổi phấn son bằng muôn ngàn tuổi nhục, đổi chén cơm bằng hương sắc một loài hoa. Bao dài cuộc đời nhớ nhớp xấu xa, bao cay đắng lọc lửa làm cho đời quá leo lòng, cháu đã gánh chịu với một thân hình bé bồng, để rồi khóc từng đêm giữa khắc lũng canh tàn. Nhan sắc của cháu đã tàn phai sơ xác, thì nhan sắc của chú đây cũng hốc hác khô khan. Giữa một cuộc đời không có ngày mai, một kiếp sống u buồn, một tương lai đen tối, trời còn bắt cháu phải chịu trăm ngàn đau khổ khi phải ôm bên mình một đứa trẻ. Cũng là một tội bao oan gia mà kiếp trước đã gây ra nhiều tội lỗi, nên đã đầu thai vào một người mẹ vô duyên xấu số giữa thành đô với cuộc sống ê chề. Kiếp mơ hồng sao lâm nổi trung kiên, trời bắt sống để đọa đài thân bà phương, một bóng một hình than khóc chẳng ai nghe. Thôi cháu ơi, trời kêu ai nấy dạ mà, đã có gan làm thì phải có gan chịu cho nó quen, buồn rầu riết sanh bệnh càng khổ nữa. Con bé nó ngủ rồi đó, đem nó vô buồng cho nó nghỉ đi cháu, để lâu ngoài gió mái không có nên.
bồng nó vô đi con. Hết nhựa mẹ nó rồi. Cạo cái nồi này đỡ coi. Ôi da. Ôi trời. Cái gì? Dạ dạ xin lỗi chú. Chết mẹ tao rồi, xin lỗi cái gì nữa. Mày đụng đổ mẹ hết rồi. Tao xin lỗi rồi mà. Ủa Thúy Quanh đâu rồi chú ba? Ở trong buồng á. Anh hỏi tôi làm chi vậy? Ừ, đưa vài trăm xài coi. Thua sạch bách mẹ nó hết rồi. Tôi đâu còn đồng đâu mà đưa cho anh. Không còn thì chạy qua hàng xóm mượn đỡ. Chả treo hả mày? Tôi đã mượn giáp vòng hết rồi. Nhưng tao biểu là mày phải đi, đừng có nói lời thôi. Máu nóng tao nổi lên là mày chết mẹ bây giờ. Khắp xóm này tôi đã đi mượn hết, mấy tháng trời chưa trả cho người ta. Bây giờ tôi mượn nữa ai cho đây hả anh? Bằng cách gì thì mày cũng phải chạy cho tao. Vài chục ngàn có đáng là bao mày? Mấy chục đồng bạc cũng không có trong nhà, chứ đừng có nói là mấy chục ngàn biết tìm kiếm đâu ra. Trời, bữa nay mày điên hả mày? Mày về đây mày la lối ôm sờm, bây giờ mày tính giết con Quanh hả? Nó cãi tôi giết nó, được không? Trời ơi trời, khi không mày đòi giết người ta, cái thằng lãng ồ à. Anh cũng muốn giết tôi thì anh giết đi. Tôi nói thật với anh, tôi cũng hết muốn sống rồi. Thách mày, mày thách tao hả? Bóp cổ người chết luôn. Càng, cho tao càng, buông nó ra. Mày bóp cổ nó chết, nó chết. Ông Kiệm, đi ra. Nó chết thì lấy con khác, sợ gì? Tại sao anh lại muốn giết tôi chứ? Tại vì mày ngu. Mày dám khi dễ tao. Tao cho mày biết, bổn phận của đàn bà là phải lo tiền cho đàn ông xài. Mà mày không đưa tiền thì tiền đâu tôi uống cà phê, tiền đâu tôi mua thuốc lá tôi hút. Trời ơi trời, đàn ông còn mạnh khỏe đi nhờ sự sống vào đàn bà. Hèn quá, quá hèn. Anh Chiến, anh có biết là mỗi tháng tôi phải giải quyết bao nhiêu thứ tiền không chứ? Nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền son phấn, tiền quần áo, tiền giặt ủi. Rồi tiền sữa cho nó nữa. Tiền thuốc cho chú ba, trời ơi đủ thứ tiền. Rồi tiền riêng nạp răng rắc cho anh, mỗi ngày phải đúng 500 đồng. Có lẽ kiếp trước tôi đã vay nợ, nên kiếp này tôi phải trả như vậy. Tôi còn bị đánh đập, bị chửi rủa hàng ngày. Tôi là con người mà, chứ tôi đâu phải là ngựa trâu. Có vậy cũng than, chứ hồi mày lấy thằng Lý Đệ, nó làm cho mày có chữa, rồi nó bỏ mặt mày. Tao đem về nuôi nè, tao nấu cơm, tao thổi lửa tối ngày. Cực khổ quá mà, tao đâu có than đâu. Lúc có tiền, tôi đâu có than trách. Giờ anh cũng thấy, thân tôi sơ xác như vậy. Làm gì có tiền để lo cho anh? Trước tao cực khổ thì giờ mày phải lo tiền. Anh đừng có so sánh cái khổ của một tên ma cô với cái khổ của một cô gái giang hồ. Tôi với anh là hai con ký sinh trùng sống trong đống bùn nhơ đó. Nhưng anh thì đã mất hết tri giác rồi. Trong khi tôi còn biết nhục mà anh. Anh chỉ biết đồng tiền là trên hết thôi. Anh có tiền là anh không nhìn thấy cái khổ nào hết đó. Còn tôi, dù tôi có tiền mà tôi vẫn đau khổ triền miên. Vì thân phải bầm dập, tôi mới lấy được tiền của thiên hạ mua qua. Thân của tôi có bầm dập,
rơi để ăn nắng cuộc đời trót làm cô gái buông hương bạc phân. Người ta cũng cho là một cô gái giang hồ dày dặn đem giọt nước mắt điêu ngoa giả dối để đổi lấy áo cơm giữa cuộc sống. Phải sống như một cuộc đời ô nhục, chết thì cát bụi lấp vùi một thể xác tanh hôi. Tôi biết anh đâu có thương xót gì tôi, chẳng qua kiếp trước tôi có vai của anh một món nợ, cho nên kiếp này thân tôi như người hầu kẻ ở, phải lo trả mãi cho đến khi sức mỏi hơi tàn. Mày nói quá à, mà không sao đâu, ở trên lá thiêu còn đất trống nhiều lắm, mày mà có chết tao đem nó đó chôn. Ê mát lắm rồi nha mày. Cái bất công của tạo quá là sanh ra người đàn ông thì lắm cái mớ, còn sinh ra người con gái thì tâm hồn lại yêu đuối. Sống giữa một xã hội đầy điêu hoa xảo trá, bảo sao đời mình không gục ngã xuống bùng nhớ. Khóc than chăng, than khóc chẳng ai nghe, oán hận chăng, ai làm cho mình oán hận. Chẳng qua kiếp trước đã dùng nên kiếp này đây phải bị cay đắng dập dồn. Kiếp sống thường tôi đâu muốn sống nữa mà chứ, chỉ thương cho đứa trẻ đầu xanh vô tội. Ôm con khóc đã bao lần, tôi kiếp phong trần nên suối lệ đầy vơi. Tao đã nói với mày cả ngàn lần rồi, khổ thì ráng chịu đựng, thở than than thở, ai thèm nghe đâu, mệt quá. Thôi bây giờ trở lại vấn đề nè, nãy giờ mày chửi tao, rồi mày lên lớp mày dạy đời tao nhiều quá rồi, phải đưa tao 500 đây, nhanh lên. Tôi đâu có tiền đâu mà đưa cho anh chứ. Láo xạo mày, tụi mày là cái tụi chuyên môn nó láo, bị cái tật nó láo sượt vậy mà cái thân mới ra nông nổi vậy mà không chừa. Đưa đây coi. Tôi đã nói là tôi không có đâu mà đưa cho anh. Đưa bóp để tôi xét. Anh làm cái gì vậy? Không. Cãi cãi cãi. Nhanh ra. Anh. Trời ơi. Tao nè. Có đóng rồi nói không có. Xạo không? Cái tiền đó là để đưa con đi bác sĩ đó. Anh đưa lại cho tôi. Chết luôn cũng không sao nữa. Không phải con tao đâu mà thương tiếc. Đưa tiền tao đi gỡ, chiều tao ăn về rồi cho đi bác sĩ sao? Anh Chiến! Bye! Anh Chiến! Trời ơi! Trời ơi! Đồ ốm hoàng dịch lễ! Mày đi lang thang thế nào xe nó cũng cán mày! Trời ơi! Ai đời vợ con mà nó giọng vô lưng ình ình, chịu sao nổi nè trời! Quanh! Con có sao không con? Cháu khổ quá chú ba ơi. Chơi chú đây có hơn gì cháu. Sản nghiệp của chú đã cháy tiêu theo ngọn đèn dầu phỏng. Thân thể thì gầy mòn, má hốc môi thâm. Nhờ có cháu thương tình, một ngày tiếp tế dài trăm mới còn đủ sức sống gượng qua ngày nơi xóm lá ngoài.
chú đây nhớ hồi nào xe cổ với vi la giờ biến thành mây khói đã tan tác tiêu mà mỗi một ngày phải có mấy ngào nếu bằng không là nước mắt ròng ròng sổ mũi ho he tay chân giờ hết nồi chú ba ơi định mạng đã dành riêng số kiếp của mình. Mình đã làm thì ráng chịu, chớ kêu trời trời không nghe đâu. Nói chuyện với cháu nãy giờ đây cốt chi nó bắt chú ngáp hoài, chắc cử này chưa đủ hay sao? Chú ba, vậy chú làm sao hả chú? Cháu có 100 cho chú, chú lấy gần đặng coi sóc việc nhà. Chú ba ơi, chú hãy dành giùm để phòng lúc ốm đau. Chú đây ít sổ mũi nhức đầu, bởi dùng thứ này còn hơn uống thuốc tiên. Trời ơi, cháu biết làm sao bây giờ đây? Thôi, cháu chỉ còn có mấy chục cuối cùng này, cầm đi chú. Cháu cầm thêm mấy chục rồi cháu làm ơn đi vòng ra ngã sau qua nhà chú Xú ha, nói bán cho chú 3 phân. 3 phân nhựa bông hả chú? Trời ơi, thuốc nhựa mà hút cái gì? Nè, ngao nè. Chú, khỏe chứ ba? Gì nữa đây? Thi Hoành đâu chú? Nó còn ngủ mẹ ơi. Ngủ gì giờ này, ngủ gì nữa? Kệ nó. Nó ngủ chừng nào kệ nó. Thức khuya lo cho con cái nó bú mệt nên ngủ trưa, có gì đâu lạ. Trưa rồi kêu dậy đi. Này kỳ không, mày có thấy mày lãng ồ không mày? Trưa thì trưa chứ kêu dậy làm chi? Bộ mày muốn bú hả? Thèm sữa hả con? Nè cha già nói chuyện kỳ không, kêu gì đưa tiền tôi với sữa gì đây? Tiền gì? Thì tiền ngày chớ hỏi tiền chi, mỗi ngày phải đóng cho tôi 200 đồng. Lạ chưa, tao muốn biết tiền chi mà mỗi bữa phải...
phải đóng ngay cho mày, thì số tiền này phải đóng hàng ngày. Mấy cô trong xóm này cũng đều đóng vậy thôi, chú biết được hả? Chứ đã từ lâu rồi. Nhưng tao muốn biết tiền gì phải đóng. Tiền này là tiền tôi phải canh me, nếu buồn rảnh ta tôi báo là phải ve. Nếu có bị bắt tôi đi thăm nuôi liền. Còn nếu không đóng tiền ngày cho tụi bay á, tụi bay tính thì sao? Chú nói giỡn hoài, làm như ăn gan trời vậy, không đóng. Trời đâu có gan mày, gan người ta được không? Tao nhìn bay, sao tao thấy mày không giống ai hết mày? Trong cái trái đất này có mấy tỷ người, có ai giống ai đâu. Có chừng phân nửa ngàn người giống người thôi. Nhưng mà tao nhìn kỹ mày không có bộ đồ lòng. Ý trời, làm như là chú là Ma Lai vậy á. Tao không phải là Ma Lai, mà tao dần thấy trong tim mày không có lương tâm một chút nào. Hồi con Thúy quanh nó còn xuân sắc, tụi bay theo ăn bám nó ngày đêm. Còn sợ nó như là má nuôi vậy đó nè. Ông già đừng hổn nó mất vui. Tôi thấy ông già đó, tôi không muốn ăn thua nha. Mày làm gì được tao hỡi thằng quỷ cô hồn, sống nhờ cặn bã của các cô gái nhát gan. Vừa thôi nghe lão ghiền mắt tí. Ê, bây giờ nó khổ quá mà tụi bay giở trò lưu manh với nó hả? Nên không có bộ lồ lòng là vậy đó. Ở đời mà chú, cá ăn kiến thì kiến ăn cá thôi chú ơi. Thi quanh đâu, đưa tiền nó lẻ coi, mà để vô kêu coi. Ê, gì nữa? Đi đâu đó? Nè, tao cho mày hay, mày là thằng ăn bám xã hội, sống bằng nước mắt mồ hôi của những cô gái đáng thương. Trời ơi, thì tôi thấy đáng thương nên cháu mới ra tay bảo bọc. Và tiền làm ra phải chia chắc với nhau. Chắc chú đã no đủ rồi phải không? Nên mới nói chuyện giỡn chơi. Chớ chú còn là gì lực lệ của tụi tôi. Luật lệ của tụi bay tao nghe qua rất khó chịu. Luật quỷ, luật ma, để cướp giật người ta. Ê, 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 tôi không cướp giật của ai nghe chú. Chuyện này là sòng phẳng thôi à nha. Ngáp nữa trời. Ê, chú ba, chú còn chút đỉnh gì không? Mày điên hả mày? Gì điên? Mày không thấy tao ngáp mà mày hỏi chút đỉnh. Chút đỉnh là chút đỉnh gì mày? Nhựa nặng nhựa. Mày coi đi, cái ngao sạch trơn này ông nội. Ý còn chút đỉnh, chút xíu nè. Thôi, nhiêu cũng được rồi. Đi nghe, chào chú ba đi à. Trời, mày giết tao. Cái thằng ôn hoàng dịch lệ, trời ơi, xe 18 bánh nó cán mày. Ông bà cô bác giúp đỡ cho kẻ mù lòa tăm tối này sống tạm qua ngày. Trời ơi, anh được. Ai? Ai đây? Em đây. Em là ai? Em là lúa. Lúa của anh đây. Lúa. Anh được. Lúa em ơi, anh đã tìm em khắp nẻo đường đô thị. Gót đã mòn bởi gió bụi đường xa. Anh tiếc vì ngày nay anh đã thành ra kẻ bóng quán mù lòa, không còn nhìn thấy mặt bạn tình buổi trước. Anh...
được. Anh Được ơi, đôi mắt của anh vì sao đến nỗi này hả anh? Anh bị bọn du đảng hành hung trong quán em lúc nọ. Khi về nhà nó nhức nhối dữ dội, thuốc men đủ thứ, nhưng ngày càng thấy nặng thêm. Sau đó anh xin vào bệnh viện Bình Dân, nằm trong đó đâu được chừng 4 tháng. Ban đầu thì còn thấy lờ mờ, nhưng sau đó thì đuôi luôn. Trời ơi. Rồi vì quá nhớ em nên nửa đêm anh lén leo rào ôm gói trốn đi. Anh trốn ra khỏi nhà thương, rồi anh đi đâu? Anh về quê thăm lại mái nhà xưa, và để tưởng tiếc một mối tình tan vỡ. Ba em có mạnh giỏi không anh? Em không hay gì sao? Không, sao hả anh? Bác hai. Sao hả anh? Mất rồi. Trời ơi, ba tôi đã chết rồi. Ba ơi. 3 tháng rồi em ạ. Trước khi bác hai nhắm mắt, bác hai cứ gọi đến tên em luôn. Bác hai cứ than rằng cha sắp chết, mà con nó không về chuốt mặt, vì nó mãi vui cười trong son phấn giữa phồn hoa. Anh ơi, em đã để sầu để khổ cho tí em. Em quả là một đứa con bất hiếu rồi. Anh Được, anh hãy tha thứ cho em. Không, em đâu có lỗi gì với anh đâu. Một phút lỡ lòng, em đã phụ tình anh. Nay em đã nếm cay đắng mùi đời, em mới biết thương anh. Được ơi, anh hãy... Không. Thôi đành duyên mình lỡ đôi, dù dương gian mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đôi mình đâu còn nhớ mong, 12 bên nước biết bên phải sang ngàn thương yêu ngày cũ chưa tàn, xin anh đừng hoang trách người đi. Thôi từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm đêm thời gian, xóa mờ chi gian. Đành thương gọi cô nhân, người đây kẻ đây cách mấy đó ngang. Đôi ta nào phải thiên duyên, về chi lời trách ưu phiền, xin thương dùng phương gây thiền lụa ơi. Trong giây phút gần bên người ban tình năm cô, lòng miên man một suối tóc u quyền buông lả nước trên bờ vai bên
nhỏ. Nhưng mái tóc mây đã mất đi mùi hương đồng nối, mà chỉ nghe phảng phất mùi hương của sông Phân Đông Thành. Từ khi nhịp cầu duyên đã gãy đốn tan tành, anh trở về quê với tấm thân tàn phế để ôm mối đau sầu, âm thầm thương tiếc mong ngày xanh mắt mơ suối lệ tàn cánh, tai nghe lá chết lìa cành ngoài dài, nghe tiếng đổ quyên thắt theo từng đêm gợi sầu. Em quả là kẻ vô cùng bạc bẽo, đã để cho người yêu đau khổ, để cho gia già phải nhỏ lệ khóc thương con, sống cô đơn trong năm tháng mỗi một, giờ nhắm mắt vẫn còn ôm hận. Thì cũng trong lúc ấy em đã ngã gục vào con đường sa đọa và chìm sâu xuống tận dung bùng nhớ. Còn anh thì phải sống trong bóng tối bơ vơ, hai cuộc sống hai phương trời cách biệt, một cây đàn với một chiếc gậy tre, lê bước khắp nẻo đường đô thị để mong tìm gặp được em. Dù gặp em trong một phút giây ngắn ngủi cũng đủ cho anh nói lên một tiếng nói sau cùng. Lệ đã cạn bởi kiếp đồi son phấn, mơ mất sâu vàng khép dần chưa vơi. Em ơi gặp gỡ nhau rồi thì bốn phương trời anh lại tiếp sống cô đơn. Không, anh được, từ nãy chúng ta không thể nào sống xa nhau nữa. Nghĩa là em sẽ trở về xứ sở, em sẽ sống bên anh với danh nghĩa là vợ chồng. Nhưng anh là một thằng mù bóng quán tối tăm, còn em là một cô gái. Một cô gái đã chán mùi son phấn, một cô gái đã nếm phải sự cay đắng mùi đời. Sau khi dài dạng mấy mùa ong bướm, chán nhân tình, chán cuộc sống phồn hoa, có nhiều đêm em lặng ngắm ánh trăng tà, nhìn con dại mà xót xa cuộc đời bạc phước. Hả? Em đã có con rồi hả? Dạ. Đứa bé đó là... Là kết quả của cuộc đời hương phấn, là kỷ niệm đau buồn của cuộc sống đào hoa. Có nghĩa là một đứa bé không cha chào đời giữa ngoại ô đầy cát bụi. Em Lụa ơi, một lời nói của em vừa bảo rằng em vẫn còn yêu anh, nó đã đem đến cho anh rất nhiều an ủi. Nhưng hãy để cho anh sống với chiếc đàn, với gió bụi đường xa. Anh sẽ kể chuyện tình duyên trong tiếng nhạc lời ca, và than khóc cho một mối tình ngang trái. Giờ đây anh xin giá biệt bạn lòng ơi, trao trả mỗi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trong, mình thương nhau chưa trọn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa nói. Nhưng nếu còn đẹp gì nhau, xanh nhẹ đi vào sâu, người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu. Mình chia tay đi nhé, để chung nỗi
đừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mòi chân mòn, tâm tư nặng dài gánh, đường trần thôi đến đây chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì, giờ hai mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đơn, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao rụng nửa đường đây. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đơn, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao rụng nửa đường đến. Không được ơi anh hãy đợi em đi với anh trên đường gió bụi, từ đây một nhạc sĩ với tấm thân tàn má dài sẽ lại được tình yêu của một cô gái giang hồ. Từng bước anh đi, em sẽ dìu anh đi suốt cuộc đời. Anh sẽ đi trên lối đi định mệnh, đôi ta sẽ mãi mãi luôn chiều trên đừng quán trách chi em. Một cô gái đã có một tâm hồn lãng mạn, em đã để cha già chết trong đôi lần, và để cho người yêu phải mang nặng nỗi ưu sầu. Lụa em ơi, những ngày qua đã thuộc về dĩ vãng, nhắc làm gì cho buổi gặp gỡ lại buồn thêm. Em muốn nhắc lại tất cả những gì gọi là dĩ vãng, để kết tội kẻ mất linh hồn sa vào sự lãng mạn truy quân, chỉ biết nhìn đời bằng sự sung sướng giàu sang, quên tình phụ tử nơi thôn quê chết lành. Giờ đây em muốn trở về với cuộc sống trong trắng thanh cao, em sẽ cùng anh trở về nơi chung nhau cát rung, sống như thuở nào cùng cánh rơm chở mà và tỏ tình nhau trong tiếng tha câu hò. Đây cháu bé, nhờ anh ẩm nó cho em vào trong thu xếp, để hai ta cùng nhau trở lại quê hương. Ta sẽ gửi lại buổi đầu ta mới yêu thương, tuy rung động có nỗi nhưng vẫn vương tình người. Anh ở đây chờ em nghe, em vào thu xếp đồ đạc rồi anh với em cùng về thăm mã tía em. Ở đây chờ em nghe. Ủa, ai đây? Trời ơi, nghèo mạt riệp còn còn gặp đi xin. Con bồng đứa bé đang dễ xin tiền hả? Nhà này không có tiền đâu cháu ơi. Dạ không, cháu chờ vợ cháu thu xếp đồ đạc xong dẫn cháu về quê. Trong nhà này ai là vợ cháu? Dạ, vợ của cháu là cô Nguyễn Thị Lụa đó bác. Hả? Lụa là vợ mày, còn mày đây là... Trời ơi, phải mày là thằng Được không?
Dạ, đâu phải Thành được. Trời ơi trời, tao kêu Thằng. Thằng được nghe chưa? Thằng được, mày phải Thằng được không? Dạ, cháu đây. Nhưng chú là ai vậy? Tao là Ba Dạng nè. Hồi đó thì Ba Dạng, chứ bây giờ ba cắt cũng không có nữa con ơi. Tao là chú vợ mày nè. Trời ơi, chú khỏe không chú? Khỏe. Nhưng mà bệnh mày ơi. Bệnh là tại tao mang bệnh ghiền. Mấy năm nay bị nó mà tao tiêu tan tài sản. Bây giờ tao chán nản vô cùng, muốn đi cai nhưng không tiền nằm giường. Đi cai lúc này đâu có tốn tiền hả chú? Nhưng cũng phải có vài trăm để tao bỏ trong người dằn túi. Rủi tao có bị giật xuống giường, nhờ có tiền tao liền mua thuốc. Chú à, chỉ có vài trăm thì con đây rất sẵn sàng. Con bán cây đàn để giúp chú đi cài thuốc ngày. Nếu được vậy thì trong vòng ngày mai tao vô nhà thương để cài thuốc liền. Khi chú hết bệnh rồi chú cùng về theo. Dạ thưa chú, con... Thôi, đừng nói gì hết. Tao mới nghe Thằng Được nó nói rồi. Nếu Thằng Được nó không nghĩ gì về dĩ vãng của con á, thì điều đó quá tốt. Chú rất mừng. Thôi, hai đứa con đi mau đi, để thằng quỷ rau xanh nó về lộn xộn lắm. Dạ, hai cháu chúc cho chú mau lành bệnh. Chú à, cháu gửi lại cho chú cây đàn như cháu đã nói hồi nãy ha. Ý chết. Trời ơi, thằng Mã Chiến nó về chú ơi. Làm sao đây hả chú? Thôi, tụi bay cứ lánh mặt vô trong đi, để nó cho tao. Ê, xui gì mà xui dữ vậy ta. Lần nào đánh bài cũng thua, sạch túi lên sao. Ôi chú, nó quanh đâu rồi chú? Nó bồng con đi khám bệnh rồi. Gì? Đi khám bệnh hả? À, vậy là con nhỏ này bữa nay nó có tiền rồi phải không chú? Đúng không chú? Tiền hả? Dạ. Trước khi nó bồng con đi khám bệnh á, nó sợ mày không tiền xài, nên nó gửi cho tao. Nó dặn chừng nào mày về á, đưa lại cho mày. Trời ơi, bữa nay con nhỏ này nó tốt quá vậy ta. Nhờ tao nói vô đó cho mày. Dạ nói vô sao chú? Thì tao nói thời gian qua mày cũng cực khổ lắm. Dạ. Ăn ở không mà vẫn có tiền xài. Dạ. Có tiền đánh bài. Dạ. Cực lắm đó. Dạ đúng rồi chú. Trời ơi không ngờ chú già chú lớn tuổi mà chú nói câu này nghe hay quá. Trời ơi đánh bài cực lắm chứ đâu phải dễ chú. Phải môi óc nè, suy nghĩ rồi cây nào đánh trước cây nào đánh sau. Mệt lắm chứ. Tiền đâu chú? Tiền đưa đâu chú? Đưa liền cho con đi gỡ chú. Mày dòm chừng nha. Để người ta biết mình có tiền á, họ kiếm chuyện đòi nợ con quanh. Đúng rồi, chú nói đúng rồi. Chú vô lấy tiền đi để con canh chừng cho. Nhanh nha chú. Có tiền đã quá. Bữa nay thế nào cũng hên nè. Ngồi xuống đi con. Dạ. Nè. Dạ. Tiền nè. Gì vậy? Trời ơi, máu. Mày biết tao làm gì mày không? Giết mày chứ làm gì. Mạnh dùng sức, yếu dùng kế. Mày bị mắc kế tao rồi. Làm gì có tiền mày. Trời trời già. Ó đâm. Ông giết. Giết. Chết mạnh giỏi nghe con. Trời, sao chú giết Mã Chiến? Tại sao vậy chú? Mấy thằng sống bám giặt áo đàn bà, ăn mòn xã hội, nó tàn ác với cháu. Để nó sống thêm chật đất chứ làm gì. Chú ơi, vậy chú sẽ bị tội giết người rồi chú ơi.
tất duyên. Chú mang ơn con lụa quá nhiều. Hơn nữa giờ đây tụi bay tái hợp với nhau tao mừng lắm. Dù có vô trỏng ngồi tao cũng vui, vì tao giết được con mọt nó đục khoét xã hội như thằng ma cô này nè. Giờ hai cháu nghe lời chú, dẫn nhau về quê lẻ đi, để chánh quyền đến đây mất công tụi bay lắm. Chú ba, con đành lòng nào mà để cho chú. Chú ở lại. Được, vụ này chú làm chú chịu hết. Tao biểu đi đi. Chú ba. Chú ba, đi đi. Rồi thân chú phải ra sao? Bất quá ở tù thôi chứ có sao con. Đi đi, hai đứa đừng chậm trễ, sẽ dính chùm bây giờ. Nghe lời chú, đi đi. Dạ. Dạ. Bạn lòng ơi trao trả mỗi người cười, vì hai lối hai hướng trong mình thương nhau chưa trọn, thì nhớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp thì nhau xin nhẹ đi vào sâu, người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu. Mình chia tay đi nhé, để chôn nhau mỗi chiều mưa gió lòng, ta đừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng dài gánh, đường trần thôi đến đây chỉ còn xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng